Hay là con muốn hát bài gì? Con muốn hát bài gì con hát đi. Thôi bà thì có mình nè. À thế ba thì con cũng được. Rồi, chơi. Bà đi giúp. Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm. Tóc bà trắng, màu trắng như mây. Khi cháu yêu bà, cháu nắm bàn tay. Khi cháu vâng lời, cháu biết bà vui. Sao sao cái cổ nó khó chịu à hay sao con? Nó khô quá ha. Ừ, hay quá rồi. Để đáp lại cái các bài hát của con thì chú cũng tặng cho con bài Ba Thương Con nha. Ừ. Ba thương con thì con giống mẹ, mẹ thương con thì con giống ba. Cả nhà ta cùng yêu thương nhau, xa là nhớ, gần nhau là cười. Dạ Thành Nguyên mới chào tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh Thành Nguyên Kết Nối Yêu Thương. Dạ kính thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay Thành Nguyên đang có mặt tại xóm 2 xã Minh Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tới thăm một cháu bé bị bệnh máu trắng quý vị ạ. Thì trước khi mà Thành Nguyên vào đó thì Thành Nguyên sẽ trò chuyện với một chị bên công tác mặt trận của xóm. Thì bây giờ Thành Nguyên mời quý vị cùng trò chuyện với chị nhé. Dạ, chào chị. Vâng, chào chủ. Chị có thể giới thiệu về chị cho em nghe xíu được không ạ? Như tên của chị Chị làm tên của chị đầy đủ là Nguyễn Thị Thanh. Chị làm trưởng ban công tác mặt trận xóm 2 xã Minh Châu. Vâng, chị Thanh ha. Đúng rồi, chị Thanh ạ. Rồi cái hoàn cảnh này như thế nào chị có thể nói qua cho em nắm chút xíu được không? Hoàn cảnh của cháu Đức á, cháu là con của anh Phúc và chị Hiến. Thì Vâng. cháu là từ khi bé là từ khi được 3 tuổi là cháu phát hiện ra cái bệnh máu trắng. Thì Dạ. gia đình chú Phúc là cũng chạy chữa cho cháu nhiều nơi và hiện giờ là đứng điều trị ở ngoài Hà Nội. Dạ. Một tháng là đi một lần. Rồi điều trị ngoài đó thường xuyên Dạ. là cháu cũng những ngày mà cũng điều trị thì cháu đi học ở trường tiểu học xa Mỹ Châu. Dạ. Thì hoàn cảnh của gia đình cháu cũng rất là éo le. Thì trước đây là gia đình ông bà của cháu là có cái ông bà cũng liệt sĩ, ông Dạ. bà cũng hoàn cảnh khó khăn lắm. Có hai cái ông bà bạc ngoài kia thì bị tị nạn là không có chân, chỉ Dạ. một chân thôi. Còn riêng gia đình của cháu đấy thì rất là vừa qua đấy bố của cháu cũng bị tị nạn á, Vậy hả? bị cũng 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 bị nẻ cái chân gọt ấy. Vậy là Hiện cháu giờ đây là có tất cả là mấy anh em? Hay là có mỗi mình cháu bị? cháu thì gia đình cháu có hai anh em, chứ Dạ. mà cháu là bị bệnh máu trắng, con đứa em thì cũng bị bệnh cả. Chứ mà đứa nhỏ. Dạ. Rồi, ok, vậy chị dẫn em vào cho em thăm cái hoàn cảnh này chút xíu ha. Rồi, xin Dạ, mời dạ, chủ dạ, nhé. dạ. Ok quý vị, bây giờ Thành Nguyên mời quý vị cùng Thành Nguyên để vào tìm hiểu cái hoàn cảnh này như thế nào nhé quý vị. Chào anh. Anh làm ba của bé đây hả? Của Dạ. bé gì mà em quên mất rồi. Cháu Nguyễn Hoàng Đức ạ. À, cháu Đức ha. Dạ. Cháu năm nay bao nhiêu tuổi anh? Cháu năm nay là 11 tuổi. 11 tuổi hả? Dạ. Chào con trai. Dạ. Con thấy trong người sao? Dạ, cháu lại bình thường. Cháu thấy bình thường hả? Dạ. Có mệt không? Con thấy trong người mệt thế nào Không. không? Không hả? Nhưng mà sao nằm? Nếu mà không mệt sao nằm trên giường hoài vậy? Năm cho đời lành đủ. À, nằm cho đỡ lạnh. Bình thường quá ha. Cho nên là cả cháu trong hôn nhất từ ra qua bệnh viện nữa. Anh có thể nói qua cái căn bệnh của bé cho em nghe chút xíu nhỉ? Cháu là từ khi 3 tuổi rưỡi là đang học mầm non đây là thấy cháu ốm yếu giá sánh vì ảnh đi kém vì đi vào bệnh viện tỉnh á, họ cũng cũng chuẩn đoán đã được bệnh bệnh cho nên họ chuyển tuyển ra bệnh viện Nhi Trung ương. Bệnh viện Nhi Trung ương khi nào vì xét nghiệm vì có kết quả họ mới chuyển qua
bệnh viện huyết học trung ương điều trị bệnh của cháu. Yeah. Cháu là u tùy hả? Dạ. Cháu là bị u tùy bên máu nên là chỉ của bệnh viện huyết học điều trị được thôi, còn ở V8 điều trị được. Yeah. Cho nên là mỗi tháng là có khi về được cô bác sĩ thì hẹn có khi 20 ngày chứ mà cháu nếu mà sốt hoặc là có vấn đề chứ hạch nổi cái là phải đi liền. Yeah. Chứ không phải là cứ bắt buộc là 20 ngày là ở nhà được 20 ngày tròn vẹn đâu. Yeah. Có khi thì về được tuần lại vì bộ con này ôm nhau đấy. Vậy là cứ một tháng như vậy là bình quân 2-3 lần đi viện vậy đó hả? Nếu mà tùy cháu mang khỏe là đến hẹn mới đi. Ví dụ hẹn 20 ngày thì 20 ngày. Hẹn 20 ngày cho đến 20 mấy ngày đó. Nhưng mà đó là đợt nếu cháu hơn, khỏe hơn thì bác cho về. Đến ngày thì thầy chưa đến ngày đi thầy cháu đứng khỏe. Còn ra ngoài thì nói thật vì các anh vì nói chứ ra ngoài là rất chỉ là tốn kém mà khó khăn. Vì là từ nông thôn mà ra điều trị cho cháu một cân bệnh đi chứ bùa hiểm cho người ta cắt giảm hết đi, mình phải mua hóa chót cho mình phải mua ngoài. Yeah. Chót cho mình có được hưởng không phải mua, bác sĩ cài đơn cho đi mua, trong viện không có mà phải mua ngoài họ đưa đến. Có khi là lo hóa chót bình thường, ví dụ có bùa hiểm thì được của 1 triệu, nhưng mà dư ngoài đéo đến là phải đến 1,8-2 triệu. Đấy. Nên rất chỉ là tốn những cái bệnh này mà lâu dài lắm, muốn đời. Đúng rồi, nó liên quan tới tủy thì tủy thì nó phải sản xuất ra máu đấy, mà bây giờ nó không có sản xuất ra nữa. Rồi nếu mà thiếu máu thiếu tiểu cầu thì bác sĩ cho xin cho thì đó là cái này được. Mỗi lần về là một thuộc thuốc thế này, hỏa chất rồi thuộc bổ thuộc bệt kia đó mà chịu bạc đấy, thuộc bổ gan này. Yeah. Còn đấy hỏa chất khổ mía thu này, đây là cắt tố cùng hóa chất chứ đấy uống hàng ngày cả mà. Yeah. Rồi cân xây rồi tăng sức đề kháng ra một hộp mỗi lần về là đơn thuốc là cứ hàng triệu. Yeah. Mỗi lần uống thuốc vào như vậy cháu có mệt không ngay? Có, nếu mà uống cái loại này vào này là mệt lắm. Yeah. Mà phải bắt buộc mình phải uống vào thứ bảy hoặc cái gì đó để cho dạ và mía thô đi là hóa chất nên là hóa chất khô, nếu mà ở ngoài là chuyên hóa chất nước. Yeah. Ở nhà là uống một lon một vầy thế này. Yeah, yeah. Đó là cho nên rất là mệt. Đúng rồi. Mẹ cháu đi đâu anh? Mẹ cháu cùng bạn vật hàng mình cái lại con cá con kia cái ngồi ngoài đường đó. Rồi về bán chứ về bán mấy con cá ngoài vỉa hè. Đó ngoài vỉa hè. Yeah. Bộ thì đi lâu đồng đi sấy thì cái đó. Đúng rồi, em cũng thấy quần áo lấm lem. Thật chứ hơn. Thế có đi sấy chứ đâu. Thứ nhất là nó đi làm được tí ở ngoài đi, nó vì ăn nó cứ như kiểu là lo cho con nấu mình đau là hàng tháng đi bộ phải đi. Yeah. Vì nó đang còn được em nhỏ nó mẹ ở nhà phải chăm, nó đang còn ba nồi một yếu rồi mình đợt đấy ba lên trên bạc ở chứ lâu như là ba ở đấy. Yeah. Nên là cũng đi được đâu, làm xã mà ở trong làng trong xóm nên đi làm hồ làm hệt chứ nữa chứ. Có yeah. Khi là có những cái đợt mà cháu ở ngoài đến 70 ngày vì về được về mà. Vâng. Chúng phải 1-2 ngày là được về. Hơn 2 tháng nằm viện. Hơn 2 tháng nằm viện, có những đợt 70 ngày. Yeah. Giờ vừa rồi đã điều trị 9 đợt là hơn 2 năm. Điều trị 9 đợt, đó là cháu bị tái phát lại. Điều trị 9 đợt. Yeah. 9 đợt là hơn 2 năm trời. Vì mới bắt đầu lại, chứ đứng tạm thời là cháu đứng lối được cái căn bệnh là bác sĩ đứng tạm thôi là để đi duy trì. Là rã chỉ có tiêm hóa chất vô tùy sọng rồi thôi. Yeah. Là rồi tiêm xong kiểm tra nếu mà ổn thì 2-3 ngày thì là bác cho về. Yeah. Yeah. Đó là thực tế là rồi. Còn đấy là trước đấy là bộ mày là nhà cửa này là ông bà làm cho. Làm xong rồi là chứ không phải là làm trước khi ông bà làm, ông bà mất, ông mất rồi ông đã làm để cho ở rồi sau với ly vợ. Yeah. Ly vợ là tóm lại là nhà này của ông bà để lại cho thôi. Yeah. Mà từ khi cháu ổn như là thật thì là đi vay đi mượn để cho con đi viện rồi chứ con không nở mất. Chứ ngân hàng là hiện tại là giấy vay ngân hàng hộ nghèo đấy là 70 triệu rồi đấy anh này. Yeah. Rồi ngân hàng đấy là một khẩy nữa á, ngân hàng phát triển nông thôn khẩy thì rửa thì cứ đẩy mùa hè đèn đỏ chứ rửa là cứ chăm cho con cho nó khỏe cái đó, cứ làm rồi cứ chăm cho con rồi cứ vay cứ nợ cứ vay cứ nợ.
có bạn bè hoặc là anh em người ta có, người ta không cho vay ngồi chẳng hạn là cái nữa thì đứng dậy ra hết. Đức ơi. Dạ. Bây giờ con ngồi dậy được không? Dạ có. Rồi con ngồi dậy cho chú xem nào. Ôi sao. 12 tuổi. 20 mấy ký chút xíu. Rồi bây giờ như thế này này. Con hát tặng cho chú với các cô chú bài nha. Sao? Được không? Sao vậy? Sao vậy? Hát hát tặng bài. Cháu mới hát. Hay là chú với cháu hát nha. Đi. Cháu chắc. Hả? Cháu chắc cho. Là sao? Cháu hát một chắc. Cháu hát một chắc cho, đúng không? Rồi rồi rồi, cháu hát một mình cho đúng không? Rồi ok, chơi. Cái hồi mới điều trị đấy ha. Rồi rồi. Rồi rồi ok. Rồi bây giờ con hát cho chú nghe bài gì nào? Suy nghĩ nào. Có thuộc bài Ba Thương Con không? Không có. Có à, rồi ok. Bài nữa. Hay là con muốn hát bài gì? Con muốn hát bài gì con hát đi. Thôi Ba Thương Con nè. Thôi Ba Thương Con cũng được. Rồi chơi. Bà ơi giúp. Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm. Tóc bà trắng, màu trắng như mây. Khi cháu yêu bà, cháu nắm bàn tay. Khi cháu vâng lời, cháu biết bà vui. Sao? Cái cổ nó khó chịu à? Hay sao con? Nó khô quá ha? Hay quá. Rồi. Để đáp lại cái bài hát của con thì chú cũng tặng cho con bài Ba Thương Con nha. Dạ. Ba thương con thì con giống mẹ, mẹ thương con thì con giống ba, cả nhà ta cùng yêu thương nhau, xa là nhớ, gần nhau là cười. Ba đi xa thì con có mẹ, mẹ đi xa thì con có ba, cả nhà ta cùng thương yêu nhau, xa là nhớ, gần nhau là cười. Hay không? Hay mà sao mặt buồn thiêu vậy? Rồi cũng muốn hát bài thêm bài gì nữa không? Chào. Hả? Không hả? Rồi vậy thì chú tặng cho con ít tiền nha. Nha. Hả? Không. Thôi vậy thì anh ngồi xuống đây. Cháu nó không lấy thì em đưa cho anh ha. Cái này là cháu ấy, là cháu chỉ có biết là bộ cho đem cháu đi về chứ con chứ cháu không biết là tiền để làm gì cả. Không, thực ra là em nói như thế là để động viên cháu thôi. Chứ tiền thì em phải đưa cho anh rồi. Bây giờ em xin tích ra trong cái quỹ của em là 3 triệu đồng. Anh nhé. Em gửi cho anh 3 triệu thì trước mắt là đợi động viên cho cháu vượt qua cái giai đoạn khó khăn này đó. Em xin trích trong 3 triệu này là có 2 triệu của hai sư cô Diệu Tâm và Diệu Hưng ở Mỹ là 2 triệu, và 1 triệu nữa là em trích trong cái quỹ của hai em Hào Hiệp và Linh Nhi ở Đan Mạch, gửi vào cái quỹ cho em thì em gửi đây cho anh nhé. Thay mặt cháu cảm ơn các anh, các bác, các mạnh thường quân để giúp đỡ cho cháu thời kỳ khó khăn. Thì thật ra là trong cái công tác này cũng rất là dài hơi và rất là tốn kém. Cho nên cũng mong cho anh chị thật là nhiều sức khỏe để còn chăm lo cho cháu. Con có điều gì muốn nói không? Dạ không. Không hả? Con muốn gửi lời cảm ơn tới các ông bà, cô chú không? Dạ có. Có, rồi con muốn nói sao này? Cháu xin cảm ơn các mạnh thương quân, các cô chú. Giúp đỡ cho cháu ha. Dạ. Thương quá. Rồi. Cố lên nhá. Cố lên nhá con. Dạ. Ăn uống nhiều vào nhá. Dạ. Người có chút xíu này. Ha. 12 tuổi mà được 23 con cái nó nguyên con. 12 tuổi mà có 23 ký. Dạ. Con lại cái nào hoa chót trong người.
ăn thì không ăn được cái thành là ốm đau suốt thành là cô lấy được con chỉ mà nguyên hồi giờ. Dạ. Thôi được rồi, nói chung là em trước mắt thì em cũng hỗ trợ một chút xíu để động viên gia đình thôi. Dạ. Còn sau ngày hôm nay thì em có đăng cái clip này lên, mà nếu như các cô chú các mạnh thường quân ai có đồng cảm với hoàn cảnh của cháu đó, có gửi gắm cái gì thêm thì em sẽ đưa tới thêm ha. Dạ. Dạ. Thế gia đình cảm ơn các các chú rồi các bác các mạnh thường quân rồi cảm ơn nhiều đoàn thể đã giúp đỡ gia đình. Dạ. Dạ. Rồi ok quý vị, thì Thánh Nguyên cũng cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng Thánh Nguyên trong những cái hoàn cảnh mà Thánh Nguyên đã ghé thăm. Thì cái hoàn cảnh của hai bố con mà Thánh Nguyên tới thăm đây thì cũng là một trong những cái mà Thánh Nguyên cũng rất là lưu tâm. Dạ. Thì nếu như quý vị mà có yêu thương và đồng cảm với hoàn cảnh của anh đây thì quý vị có thể gửi lời Thánh Nguyên sẽ đưa tới hỗ trợ cho gia đình cho quý vị. Một lần nữa thì Thánh Nguyên xin cảm ơn quý vị rất là nhiều và Thánh Nguyên phải nói lời chào tạm biệt quý vị rồi. Kính chúc quý vị năm mới thật là nhiều sức khỏe nha. Dạ, tạm biệt quý vị.